Cho bạn Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa về một con máy lọc không khí VIP của hãng Sharp. Đấy, thì nhiều bác cứ bảo là so sánh Sharp, Daikin, Panasonic thì hãng nào tốt hơn, thì em nói với các bác là mỗi hãng sẽ có những cái máy tốt trong cái phân khúc riêng của nó. Thì còn cũng chẳng ai dám khẳng định bảo hãng nào tốt hơn đâu ạ. Nên là các bác mua thì hoàn toàn là theo ý mình thôi, theo cái cảm nhận của mình, theo cái sở thích của mình thôi. Ở đây em giới thiệu một con Sharp VIP. Con này thì đầu tiên mình nói về hình thức của nó thì là toàn bộ là nguyên bản các bác nhé. Phần vỏ nguyên bản có màu nâu đen. Đấy. Bên là về chỉ lau chùi. Đấy. Không hề qua bất kể công đoạn nào. Con nào làm gì thì em nói. Đấy. Cho nên là cũng không tránh khỏi các cái vết xước nhỏ các bác nhé. Đấy. Hình thức thì bên em không bảo hành về vấn đề hình thức. Hình thức có sao thì quay trên clip thôi. Còn các bác nào kỹ tính thì mình có thể đến xem trực tiếp hoặc các bác hỏi kỹ hơn. Bên đang chỉ bảo hành về chất lượng, mua bán vậy cho nó dễ. Đấy. Con này nó VIP ở những cái điểm gì thì bây giờ mình đi vào chi tiết của máy. Con này thứ nhất là dòng mật độ ion 25.000. Đối với những cái máy bình dân thì ion chỉ có 7.000 thôi. Nhưng mật độ ion con này 25.000 nó dày hơn và nó cho phép một cái khử khuẩn tốt hơn, khử mùi tốt hơn. Đấy. Thứ hai các bác nhìn là con này báo cảm biến ẩm bằng số điện tử rất là đẹp. Số điện tử các bác nhé, rất đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp. Các máy trên này thứ ba sử dụng toàn bộ phím cảm ứng các bạn, phím cảm ứng nhé. Đấy, rất là hiện đại luôn. Đây nó là cái điểm cực VIP của con máy này, toàn bộ phím cảm ứng. Này. Trên máy toàn chữ Nhật nhưng mà rất dễ sử dụng, em giới thiệu các bác từng nút nhé. Nút này tắt nguồn này. Nút này bật này. Hoặc là bật đây cũng được, bật đây cũng được. Đấy, ba chế độ bật. Nút thứ hai nút tắt đèn. Đêm các bác không thích đèn sáng các bác tắt đi. Đấy. Nút này là nút chuyển đổi giữa độ ẩm và nhiệt độ. Đấy các bác nhìn này, báo 21 độ C này. Hôm nay thời tiết Hà Nội khá lạnh, 21 độ C. Đấy. Còn cái này thì số 10 là em cũng không hiểu nó là cái gì. Cái đấy chưa biết. Báo sang phần trăm. Độ ẩm. Tiếp theo là nút này là nút chế độ lọc không khí nhanh. Là không khí bù ẩm, là không khí không có bù ẩm, điều chỉnh các tốc độ lọc khác nhau. Nút này hẹn giờ, đấy, mọi nhìn này, số điện tử cực đẹp luôn, hoàn toàn bộ phím của nút này tắt bật cái báo bụi 2.5. Đấy. Một con máy VIP của hãng Sharp. Con này thì công suất 67W, các bác dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. Sản xuất năm 2012. Ở tất cả Daikin với Sharp Pana đều made in China các bác nhé. Mã máy đây. Máy đây. KIBX50T. Về phần màn thì bên em thay màng mới tinh. Thay màng mới các bác nhé. Này. Trên clip của em là thường là quay khá đầy đủ về các cái tình trạng của máy. Giá thành. Đấy. Trên các bác tham khảo. Bình nước bù ẩm. Tạo ẩm còn rất là đẹp. Quay cũng khá đầy đủ. Tiếp cho các bác rồi. Con này có bánh xe di chuyển 8 hướng luôn. Bánh xe vòng tròn. Có khóa bánh xe. Hình thức đây, các bác. Hình thức về chỉ lau chùi chứ không tránh khỏi những cái vết xước sát thôi nhé. Một con máy nguyên chất bãi luôn, không có động chạm làm gì cả. Con này hiện tại vẫn đang để điện 100V. Các bác nào mua muốn đấu 220 thì em sẽ đấu cho các bác, còn không để nguyên. Tặng kèm đổi nguồn đi rời, hoặc là đấu bên trong tùy các bác. Giá em bán là 3.9 triệu. Giá 3.9 triệu các bác nhé, chi phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ. Chào các bác.